Xin mời Nam Phong. Dạ. Thì trước khi tham gia diễn đàn thì chào anh Thu Quang, chào các anh chị em. Thì nãy em có nói lên để em tham gia cái vấn công đề báo mà. Báo chí. Báo chí Công cũng báo. sẵn cái độc lập thì em cũng có cái ý kiến riêng thôi. Thì trước giờ cái độc lập với lại cái trung lập thì nó cũng có một cái gọi là có một vài điểm gần giống nhau. Thì cái độc lập trước giờ Việt Nam mình trong các cái văn kiện của đảng, của nhà nước trong nước hoặc là chúng ta đi ngoại giao quốc tế, chúng ta chưa bao giờ dùng từ trung lập đó. Cho nên là có thể anh khách mời thì anh nghĩ cái từ trung lập nó cũng tốt, cũng hiểu theo cái cách riêng của anh, nhưng mà nếu mình nói đúng thì mình phải dùng theo cái ngôn ngữ của đảng, của nhà nước thì nó chính xác nhất và chúng Đúng ta rồi, không cần tranh cãi đó. Cứ dùng đúng rồi, đúng, tại vì chúng ta trước giờ chúng ta chưa bao giờ dùng cái từ trung lập mà chúng ta dùng từ độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội đó. Thì độc lập là một cái quyền bất khả xâm phạm của một đất nước đó. rồi. Cái hiểu từ độc lập nó là vậy, một cái quyền bất khả xâm phạm. Còn trung lập là ở giữa, không nghiêng về bên nào đó, hiểu nôm na vậy. Còn cái chuyện anh nghiêng sau này, bây giờ anh trung lập nhưng mà sau này anh nghiêng anh ngã thì cái chuyện của nó cũng về cái đời lãnh đạo nữa. Ví dụ ông nội tổng thống này muốn trung lập nhưng ông này ông nghĩ cái ông kia lên đấu trung lập giống như Ukraine chẳng hạn, lúc ông này lên thì là nghiêng về Nga, ông kia lên thì nghiêng về tư bản phương Tây. Nó là do cái lãnh đạo của đất nước quyết định chứ cũng không phải phụ thuộc vào cái ý chí nguyện vọng của toàn dân đó. Cho nên nhưng mà cái độc lập của Việt Nam mình đó, thì ngày xưa giờ chúng ta vẫn dùng cái từ độc lập dân tộc và đó là cái quyền bất khả xâm phạm. Đó, cái quyền bất khả xâm phạm. Rồi ok, đó là mỗi cái quan điểm cá nhân. Còn ai ví dụ như chúng ta muốn tìm hiểu thêm thì chúng ta gõ lên Google hoặc là gõ hoặc là tìm hiểu những cái sách báo tài liệu gì đó. Ok, thì đó là cái vấn đề thì em tham gia thêm thôi. Còn về cái báo chí thì thật sự là hồi xưa chúng ta hay dùng cái từ báo chí cách mạng. Cách mạng, báo chí cách mạng thì nó gắn liền với cái báo chí của Việt Nam mình đó. Nhưng mà đó là ngày xưa thôi, đặc biệt là cái ngày mà chúng ta còn trong những cái năm tháng kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ thì báo chí nó thật sự là báo chí cách mạng. Có những cái tờ báo mà viết ra nó hiệu triệu toàn dân cũng theo đảng. Ví dụ như Chủ tịch Hồ Chí Minh chúng ta viết cái bài đường cách mệnh, hoặc là bài gì bản án chế độ thực dân Pháp. Những cái bài báo nó mang nó là một cái lời hiệu triệu đối với dân tộc. Thực sự đó là những gọi là báo chí cách mạng. Còn bây giờ thì anh Thơ Quang và các anh chị em diễn đàn thấy rất nhiều tờ báo đưa những cái thông tin mà nó lèo lái, bởi vì ngòi bút mà muốn viết sao viết, viết ngược được mà viết xuôi cũng được, cũng một một cái vụ việc, một cái sự việc. Nhưng mà nếu mà anh là cái người có cảm tình thì anh sẽ viết khác, mà anh không có cảm tình anh sẽ viết khác được. Viết và nó có thể lèo lái cái người đọc, nó định hướng dư luận tốt hay xấu là do cái tâm của người làm báo, và cái người phóng viên và cái tòa soạn báo. Người phóng viên thì không nói rồi, nhưng mà nếu người phóng viên tự anh ta không thể đăng, trừ khi anh ta đăng trên trang Facebook cá nhân. Còn một tờ báo thì nó phải có ban biên tập, cái người duyệt đó. Cho nên là đừng có nói là do người phóng viên, mà đó là trách nhiệm của cả một tờ báo. Thì ở đây em muốn nói là báo chí chúng ta viết hàng ngày hàng giờ, báo chí nói chung là gồm là báo hình, báo nói, báo viết và bây giờ là báo điện tử nữa, thì nó bốn loại hình đó. Thì chúng ta viết hàng ngày hàng giờ thì đương nhiên nó sẽ có sai sót, nhưng mà những cái sai sót nào chúng ta chấp nhận được thì chúng ta gọi nó là hiện tượng thôi. Đôi khi có sai sót một vài cái nội dung hay là nó không đáng thì chúng ta xem nó là hiện tượng, bởi vì báo chí thì đều vấp phải chuyện đó. Nhưng mà cái sai sót nó diễn ra hàng ngày hàng giờ và nó diễn ra năm này tháng nọ thì nó không còn là hiện tượng nữa, mà nó là bản chất. Mà đã là bản chất thì chúng ta cần phải đấu tranh, bởi vì nó rất là nguy hiểm khi mà báo chí mà nó đã
thể hiện một cái gọi là cái bản chất mà nó đi ngược lại lợi ích quốc gia dân tộc thì nó nguy hiểm vô cùng đó. Anh em mình thì biết là Liên Xô sụp đổ cũng một phần do truyền thông, một phần do truyền thông đó, nó làm nó tác động tới cái tư tưởng của người dân đó, rồi cái chủ nghĩa Cái xét nước lại. hòa bình đúng không Nam? Cho nên là cho nên là em thấy là báo chí là em đặc biệt là có những cái tờ báo mà chúng ta không thể chấp nhận được. Và báo Thanh Niên hồi nãy anh nêu thì nó là với cá nhân em thì em cho đó là bản chất rồi chứ không phải là hiện tượng nữa. Bởi vì rất nhiều cái bài báo viết mà em cho rằng đi ngược lại cái lợi ích quốc gia dân tộc. Anh còn nhớ cái vụ mà nước mắm nhiễm arsen Masan à? các em ấy. Đó là báo Thanh Niên là một trong những tờ báo, một trong 40 tờ báo gọi là báo hình, báo viết, báo nói đó, các cái thể loại là vi phạm đánh cái gọi là nước mắm truyền thống mình đó, nhiễm arsen, từ một cái kết luận chưa chính xác của một cái cơ quan nào đó, nói là nước mắm nhiễm arsen là arsen là một cái độc tố gây hại cho sức khỏe con người, rồi sau đó báo chí nhảy vô dìm đập te tua nước mắm truyền thống để mà mục đích là đưa cái nước mắm công nghiệp thay thế cho nước mắm truyền thống. Mà anh biết là nước mắm truyền thống là ở đâu ra, là những ngư dân họ bám biển, họ giữ gìn chủ quyền quốc gia dân tộc ở ngoài biển cho đất nước mình đó. Những cái người người ngư dân đó, rám nắng, họ hàng tháng hàng bao nhiêu năm trời họ lên lên trên biển, họ mang cá về để cho ra đời cái sản phẩm nước mắm truyền thống mà những cái tờ báo này nó đập. Đấy, đó có phải là đi ngược lại quốc gia dân tộc không? Sau này Bộ Thông tin Truyền thông đã kết luận cái đó là kết luận sai và 40 tờ báo đó bị xử phạt, trong đó báo Thanh Niên bị xử phạt 200 triệu là cái mức xử phạt nhiều nhất từ trước tới giờ về vi phạm về báo chí. Thì đó anh thấy đó, không phải là mới đây mà nhiều rồi, Đúng rồi. nhiều, rất nhiều rồi. Viết những cái bài báo, những cái tiêu đề nó lèo lái dư luận và nó không tốt cho đất nước, thậm chí đi ngược lại lợi ích quốc gia dân tộc, thì đó có phải là báo chí cách mạng hay là báo chí phản cách mạng? Còn quan điểm của ai thì em không biết, nhưng mà cá nhân em thì đó là báo chí phản cách mạng, bởi vì anh đi ngược lại cái lợi ích quốc gia dân tộc, lợi ích của nhân dân đó. Anh đánh mà cái ngành nước mắm truyền thống lên bờ xuống ruộng để mục đích anh đưa cái nước mắm công nghiệp lên ngôi, mà anh biết nước mắm công nghiệp thì toàn là hóa chất chứ là cái gì, trong khi nước mắm truyền thống họ làm từ cá đó, và bị xử phạt, bị kết luận là sai phạm và bị xử phạt 40 tờ báo. Anh thấy không, cái truyền thông nó ghê gớm như thế nào đó. Thì nhân cái việc mà anh chụp những cái status đó, nó không phải là cái gì quá lạ lẫm đối với báo Thanh Niên đâu, và thậm chí một tờ vài tờ báo khác nữa, để chúng ta thấy rằng báo chí bây giờ họ không còn mang tính cách mạng, nó không còn mang tính cách mạng. Mà anh chị em thấy một thằng chống phá đúng không, nó nói thì tác dụng của nó chỉ là một, nhưng mà một bài báo đi ngược lại lợi ích quốc gia dân tộc thì nó bằng hàng ngàn hàng vạn cái thằng chống phá đất nước, và ảnh hưởng ghê gớm chứ không phải thường. Chúng ta không thể xem nhẹ những cái tờ báo này, và cái việc không phải là mình lên đây mình đao to búa lớn, mình hô hào này kia, nhưng mà nếu mình hiểu thì mình phải lên tiếng mạnh mẽ đó, để cho người ta thấy được bản chất của một số tờ báo nó là như thế nào, nó giúp ích gì cho đất nước đó. Thì là báo chí cách mạng thì ngày xưa họ chú trọng với cái giống như là một một người phóng viên, so sánh giống như là một cái người chiến sĩ đúng không? Nhưng mà không dùng súng mà lại dùng ngòi viết Robot. đó. Bây giờ anh thấy báo chí bây giờ họ dùng ngòi viết để họ mưu đồ mục đích cá nhân rất là nhiều. Rất nhiều phóng viên bây giờ là bị gì, bị bắt, thậm chí là tù đầy vì cái tội gì, giống như là
gọi là đến đến làm khó doanh nghiệp đó, để mà tống tiền đó rất nhiều. Chúng ta thấy chia sẻ hạch thoại doanh nghiệp, hoạt đúng ngoại rồi. để tống tiền doanh nghiệp, rồi lợi dụng cái hình ảnh báo chí để mưu đồ mục đích cá nhân, những cái việc làm nó sai với pháp luật, và rất nhiều, chứ không phải năm nào cũng có những cái vụ đó. Phóng viên báo này, phóng viên báo nọ đến doanh nghiệp, hay là mà đặc biệt là các cái doanh nghiệp bắt đầu đe dọa, viết bài khi mà thấy người ta có biểu hiện sai đó, viết bài để mà đe dọa dẫm rồi Ghép lại. lấy tiền. Thì những cái vụ mình bị phanh phui á là mình biết thôi, còn đa số là họ Đúng im, rồi. bởi vì cái tương lai của doanh nghiệp họ họ không dám lên tiếng. Đúng rồi. Những cái gì mà chúng ta thấy nó là cái phần nổi của tảng băng đó, mà cái tảng băng thì cái phần chìm nó rất là nhiều, phần nổi nó ít lắm, chúng ta không thấy được. Cho nên là đừng có nghĩ là báo chí bây giờ họ còn mang cái chất cách mạng. Mình không nói hết, ở đây anh em mình không nói hết tất cả, nhưng mà anh em mình thấy là rõ ràng bây giờ rất nhiều tờ báo đó, thậm chí là đi ngược lại lợi ích quốc gia của dân tộc mình đó. Thì mình và cái vấn đề đó nó ảnh hưởng rất là lớn, thậm chí là đến cái sự tồn vong của chế độ. Là một cái người mà hiểu chuyện, một cái người gọi là có tâm tư tình cảm, có gọi là một chút gì đó là yêu thương đất nước này, thì phải lên tiếng. Anh hay em hay một các anh chị em ở đây vậy, chúng ta phải lên tiếng đó. Góp gió thành bão mà, một mình em nói thì chẳng ai nghe, mình anh nói cũng chẳng ai nghe đâu, nhưng mà cộng đồng chúng ta nói thì chắc chắn sẽ có người nghe, đúng không anh? Đúng Đó, rồi, có sự rõ lan ràng tỏa. như nó phải, chúng ta phải hiểu được bản chất của nó, và chúng ta phải nói đúng, bởi vì đụng tới những cái tụi báo này không phải dễ đâu. Cỡ bà Đúng Hằng kia mà nó còn đập te tua thì nói gì anh em mình, đúng không? Nhưng mà mình nói rồi. là mình phải có dẫn chứng, có cái gì đó cụ thể, chứ không là mình cũng mệt rồi. Tới tai nó là mình cũng mệt, chứ không phải là đơn giản đâu Đợt đó. Cho không nên là đợt đợt báo đợt chí thì đợt Phong nhớ, đợt Phong nhớ cái công thanh niên, ông lôi cái gì, cái nít lão chăn bò, mà cái nít lão chăn bò ở trên không gian Facebook thì mình là người, là cái nít có truyền bá cái thông tin như thế nào thì mọi người cũng biết, đúng không? Tư tưởng rất là tốt, đúng chưa? Nhớ không? nhớ đúng nhớ rồi, nhớ nhớ có anh lần cũng đó làm cái mà cách đó lên báo thanh niên không? à, đúng rồi, có Đúng không? Lôi hoạt thẳng động cái tên lão chăn bò vào luôn đấy, nhớ không? đúng. Nó bèm Đó thì có liền, nó nghĩa dập là liền đó. nếu mà nếu cái like của anh hoặc một cái comment hay cái một hành vi của anh mà đụng chạm tới tụi nó, mà tụi nó thấy Đúng rồi. mình không đủ hơi thở thì mình chết, Ừ. đúng không anh? Đúng rồi. Mình chết á, Đúng không rồi. dở. Là mình nói ở đây hoặc là mình viết mình làm gì cũng được, nhưng mà phải đúng đường lối, quan điểm đó, đúng luật, và có cái bằng Đúng chứng, nhưng mà phải có bằng chứng dẫn chứng đàng hoàng, chứ không là không có xong với tụi nó đâu. Tụi nó dù sao nó cũng được ăn, được học, được đào tạo bài bản hơn mình, cho nên là nếu mình lý luận không chặt chẽ là mình chết. Nhưng mà không phải vì thế mà mình sợ, mình im, càng rồi. sợ càng im thì nó càng gọi là nó càng làm càng. Đó, cái cộng đồng bây giờ, cộng đồng mạng rất quan trọng, mặc dù nó ảo thôi, nhưng mà mọi thứ nó xuất phát từ mạng bây giờ là chủ yếu đó. Nó cũng có tác động rất lớn cái đời sống xã hội với đất nước đó. Chính vì vậy mà cái đám bao que nó dùng toàn dùng mạng để nó xuyên tuyên truyền, bị đặt xuyên tạc, và nó dùng mạng không, chứ có thằng nào dám dám mà mò mặt về Việt Nam mình hô hào là chống cộng đâu, còn núp núp Đó, ở đâu ở bên Mỹ bên Úc đó. với lại Nam Phong, với mọi người thấy về cái bài của tụi nó không, cái bài của cái đám chống phá bên kia không? Mấy thằng mà gọi là trên YouTube hay trên Facebook thì mình không nói rồi, tụi nó chẳng có giá trị gì đâu, nhưng mà mọi người để ý xem, cứ y như rằng là báo chính thống trong nước đăng đăng cái tin gì đó, lại như rằng là hôm sau là VOA, RFA, BBC dẫn đường lên và Bám bám vô đó mà nó làm là đề tài, nó đánh đó. Cái đó mới là cái vấn đề, Nam Phong công nhận không?
Còn cái chuyện kia ở đây Rồi. á, anh đồng ý với anh đồng ý Nam Phong nè. Chúng ta không phải sợ hay cái gì cả, nhưng mà vấn đề ở đây là gì? Đúng và sai, đúng không? Đúng và sai, và được và mất cho gì, được và mất gì, được gì cho đất nước, được gì cho nhân dân, được gì cho xã hội, và mất gì thế thôi. Còn còn Rồi. còn mà một khi đó là sợ hay không sợ thì anh em chúng ta cũng bỏ bạ cái diễn đàn, bỏ bạ những cái like mà lên phản Nếu ảnh, mà rồi về đi làm kiếm nếu cơm cho nó lành, đúng mà không? Đúng không? Về mình kiếm cơm cho nó có lành chứ đụng rồi chạm làm gì. đúng không anh, có nghĩa là nếu mà mình mà cân đo đong đếm, mình ngồi mình nói à bây giờ mình lên mạng mình được cái gì, mình mất cái gì, thì chắc chắn không ai lên đâu, Ừ. bởi vì mình Đúng lên rồi. được gì đâu, tụi nó mở mỏm Đúng. ra là kêu dư luận viên ba cụ xin lỗi ba cụ chờ mỏm mòn đây đó. Nhưng mà nếu chúng ta không được thì rõ ràng không được rồi đó, không được cái gì hết, nhưng mà mất thì chắc chắn ít ra nếu mà phát phát ngôn mà vạ miệng thì mất ít ra cũng 7,5 triệu em, đúng không? Ít cũng 7,5 triệu. Đó là mình nói là cái thấp nhất rồi đó, còn được thì chưa được cái gì hết. Nhưng mà sao, tại ngày xưa cha ông chúng ta đâu đâu có tính toán thiệt hơn để mà ra trận. Nếu mà ông nào ông tính bây giờ tôi ra trận tôi quýnh Mỹ quýnh Ngụy thì tháng cho tôi bao nhiêu đó, đâu có một một ai suy nghĩ đến cái vấn đề đó. Đó là vì lý tưởng hết, vì lý tưởng cho nên là cha ông chúng ta cầm súng đứng lên để bảo vệ thống nhất đất nước. Còn bây giờ mình đâu có so được với cha ông, với các lớp cha ông, cho nên một một chút xíu đó mà mình cũng ngại thì mình đâu có xứng đáng để mà thừa hưởng cái hòa bình độc lập dân tộc ngày hôm nay, đúng không anh? Mình có được cái điều đó là nhờ cha ông chúng ta ngã xuống mới có được, sự hy sinh xương máu của họ chúng ta mới có được ngày hôm nay. Mà giờ nói là lên sợ này sợ kia thì rõ ràng là chúng ta không xứng đáng để được thừa hưởng. Và kia bố bố có lên chia sẻ không, là con chia sẻ hết cái vụ báo chí này là con nhường diễn đàn lại nha, là nãy không định lên mà thấy anh Thái Quang đưa cái vụ báo chí đang bức xúc rồi lên chia sẻ. Thì bố Cái thì này cái là tiếng Phong đó thì nè, bố thì rất là nhiều lắm. Dạ, anh nói anh nói nè, mà và anh tin rằng mọi người cũng cũng đồng tình với Thơ Quang nè. Khi chúng ta vào Facebook chơi thì đã không nói đúng không, mà chúng ta đã tham gia cái mạng này và chúng ta tham gia like là chúng ta đã mất rồi. Mất cái gì? Trước tiên là mất thời gian, đúng chưa? Thơ Quang tin rằng á, tất mất cả mọi người tham gia cái thậm này chí ai mất cũng tiền có công ăn việc làm hết á, đúng không? Thí dụ giờ này thay vì đi làm về là nghỉ ngơi, hoặc là chơi với gia đình, hoặc chơi với bạn, hay là hú hí gì đó, đúng chưa? Mà không đi chơi để dành thời gian để lên trên đây thì chúng ta đã mất rồi đó. Cái mất đầu tiên rồi, thấy chưa? Rõ ràng không ạ? Được cái gì đâu, là đầu tiên nó mất rồi. Chẳng qua là chúng ta thí dụ như là trong cá nhân mỗi người có muốn truyền tải cái gì đó thì chúng ta tham gia để chúng ta góp sức một chút sức thôi, là tin giống như Nam Phong nói, phải có tinh thần và trách Đóng gió nhiệm. thành bão. Ừ, tinh thần và trách nhiệm thế thôi. Còn còn ở đây xin phép Nam Phong để bổ sung cái câu của Nguyễn Úc. Mình đồng ý Nguyễn Úc luôn, là chúng biết gì kệ chúng, đường chúng ta đi chúng ta cứ đi. Nhưng mà cái Anh vấn đề ở đây á, là Nguyễn Úc hình dung thế này nè, em xuống chú thế giới nha, em trẻ. xuống nha. Mày Ok Nam anh Phong. mời ai lên và cảm ơn anh, cảm ơn diễn đàn. Ông chào bố cam nha. Cảm ơn Nam Phong.